Bước nữa, cái ghế trước mặt đây rồi. Vòng qua ghế em ơi. Mời hai anh chị, chúng ta tháo mặt nạ ra được rồi. Chào anh chị, bây giờ việc trước tiên là chúng ta sẽ giới thiệu để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình ha. Mời anh trai giới thiệu trước. Dạ, mình tên là Tranh, quê quán thường trú thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Anh bao nhiêu tuổi? 51. Thì làm ở công ty. Công ty gì anh? Công ty In Trần Phú. Rồi, mời chị. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Thị Hạ. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ, em 39 tuổi. Em ở Tân Phú. Quê em ở ngoài Nam Định. Mình vào đây lâu chưa? Mình làm công việc dạ, gì? Dạ, em vào năm 97. Dạ, em làm may. Công việc của em là may. Là mình may là may công ty, may xí nghiệp hay là may gia đình hay là may đồ cho khách hay như thế nào? Em may đồ thời trang, đi làm cho người ta. À, đi làm cho người ta. Thế điểm mạnh, điểm yếu trong công việc của mình là gì? Công việc điểm mạnh của em là tỉ mỉ, cẩn thận, làm việc nhiệt tình. Rồi, điểm yếu của mình là gì? Nhút nhát chứ đánh đồng. Còn anh, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là sống hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Nãy giờ em chưa có thấy vui vẻ gì hết trơn, thấy buồn so hả? Không, thì cái lúc mình mới thì mình thấy bình thường, như thế từ từ mình quen rồi luôn. Dạ. Rồi bây giờ quen rồi đó anh, vui vẻ hòa đồng lên anh. Rồi gì nữa nè? Thân thiện. Rồi điểm yếu? Điểm yếu là không biết ca hát. Tật xấu thì không có. Về tình duyên thì sao? Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Thì mình cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình thứ nhất thì có đất, có nhà nhưng mà chưa có hộ khẩu. Thì cô muốn kiểu như mình phải có học khẩu. Mối tình thứ hai thì trình độ thì bạn ấy cũng học cao, nhưng mà có cái là ít chia sẻ mà ít quan tâm. Thì anh ấy không thích những cái đó. Cái lúc mà được yêu thì mình không được yêu. Lúc mà muốn yêu rồi thì mình lúc đó lại lớn. Nên là cũng nó hơi khó. Vậy bây giờ là muốn yêu chưa? Thì bây giờ chắc muốn yêu rồi. Giờ muốn yêu rồi. Thế còn mình tình duyên của mình như thế nào, mình có thể chia sẻ cho anh nghe luôn. Dạ em cũng có hai mối tình. Thứ nhất thì cũng chuẩn bị được tiến đến hôn nhân ấy, nhưng mà qua một thời gian tìm hiểu mà hồi không có hợp nhau. Mối tình sau thì cũng có quen vài tháng rồi tìm hiểu rồi xong lại thấy không hợp. Không hợp là không hợp ở chỗ nào? Cụ thể là không hợp cái gì? Em thích cái này thì người kia thích cái khác. Thế mẫu người lý tưởng của chị là như thế nào? Nói chuyện anh đã biết quan tâm, chia sẻ, quan tâm với gia đình hai bên. Có cái vóc dáng, cái cơ thể gì đó, mình có cái mẫu lý tưởng của mình không? Vóc dáng thì chỉ cần nhìn đàn ông một xíu là được rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Vô tâm. Còn anh, mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Mẫu người lý tưởng của mình ấy biết quan tâm và chia sẻ, biết đối nhân xử thế. Quê hình thì có 1m58 ấy. Điều gì anh không thích ở người bạn gái? Điều mình không thích ở người bạn gái là không chung tuổi, sống kiểu như là không có chia sẻ. Nên này anh chụp bao lâu rồi? 5 năm. 5 năm, nhìn cho cỡ chừng chục năm trời. Rồi tìm đi, ảnh ở trỏng á, tôi nhìn không biết ai hết trơn á. Hình nhỏ không à. Rồi, dễ nè. Có cô gái đang ngồi đối diện ở bên cạnh tấm hình này. Anh hãy cảm nhận thử xem. Cái nhìn đầu tiên mình nhìn coi, mình thấy là ai là cái người đang ngồi bên kia. Anh cao khoảng 1m mấy vậy anh? Anh trước cao 1m62. Dạ, cảm ơn anh. 1m62. Đâu, anh nào? Anh thấp. Trời, hay dữ vậy ta. Bên này được chưa anh? Bên này quá trời dễ tìm, hình rõ quá trời rồi. Ai đâu? Bên này. Tại sao anh chọn cô đó? Chứ mình cứ ghê hình này chứ có cô này, hình này. À, chỉ đâu? Chỉ có trong hai người này thôi. Cô màu xanh đó đúng không? Rồi, xin mời hai bạn hãy nhìn qua cái cửa trái tim này. Các tôi sẽ mở cửa trái tim ra và mọi người sẽ xem cái sự nhận xét của mọi người ngày hôm nay là đúng hay sai nhé. Cái sự cảm nhận của mình đúng hay sai nha. Xin mời anh chị. Em hỏi ảnh thử coi tấm hình đó phải ảnh không vậy? Cái người đó phải ảnh không, đúng không?
Anh cho em hỏi tấm hình này, cái này có thể phải anh không ạ? Đấy. Rồi rồi, đúng. Đúng không? Đúng không ạ? Trời, sao em chọn hay vậy trời? Rồi cổ là cái tấm nào bên đây, anh nhìn đi. Đúng không anh? Đúng. Thôi bây giờ hai anh chị trò chuyện với nhau nha. Tôi mời hai anh chị thưởng thức một bữa ăn trưa tại chương trình. Rồi, à, tặng hoa đi anh. Anh đến chương trình ấy có món quà tặng em. Cảm ơn anh, em có mua con món quà mà tặng anh ạ. À. Quà gì vậy em gái? Dạ là em làm thợ may, em may áo sơ mi em tặng anh. Ồ, vậy bây giờ em có thể mặc giùm ảnh không? Để thử coi anh có vừa không? Mở ra xem đi anh. Cổ may đó. Rồi lấy ra đi, mặc đi anh. Phụ ảnh đi em, phụ ảnh đi em. Coi may đúng size không nha. Anh à, nút bóp hả? Hàng chị dạ, mở nhanh ha. Nút bóp khỏe ha. Chiều dài thấy vừa rồi đó. Lịch sự đẹp trai rồi đó. Fashion rồi đó, trẻ hơn mấy tuổi luôn rồi đó. Rồi bà chủ nhìn bà thợ may nhìn coi vừa không em, có cần chỉnh sửa gì không? Thấy vừa y rồi đó. Ghê quá ha, không có nhìn thấy nhau mà đo mặc đồ rồi đo vô vừa y chang luôn ha. Rồi như vậy là phần tặng quà đã xong. Bây giờ Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức một món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Và chúng ta vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau nha. Mạnh dạn lên, hai anh chị nhút nhát quá. Rồi, xin mời hai anh chị sẽ thưởng thức một buổi ăn trưa rất ngon miệng tại nhà hàng nha. Đây là món cơm chiên lá cẩm hải sản nè, vẹm xanh, sốt trứng muối đúc lò, gân cá ngừ và súp đuôi bò hầm thảo mộc. Vừa ăn mình vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa Cát Tường sẽ quay lại. Rồi, xin mời anh chị. Dạ. Mời anh. Dạ, mời anh. Sài Gòn anh sống ở đâu ạ? Anh ở Tân Bình. Tân Bình hả? Em ở bên Tân Phú, gần Tân Hương. Anh ở bên đó anh sống với ai ạ? Trước đây anh ở mấy anh chị, sau này anh chị về Gò Vấp thì mình ở đấy, mình làm ở đây tại nhà luôn. Dạ. Bình thường anh có hay đi đâu chơi, đi du lịch gì không ạ? Không, du lịch thì anh cũng thỉnh thoảng đi, từ đi công ty tổ chức mà kiểu lâu lâu với anh em mới tổ chức đi với nhau. Là cái công việc của anh là làm về bên cái gì hả anh? In lịch sách báo tạp chí. Anh thì thường nếu mà có công việc thì ấy đi chơi thăm người nhà người thân. Dạ, anh có biết uống bia không ạ? Dạ, anh có biết uống bia không ạ? Anh thì nói chung cái gì cũng biết, thì mình biết điểm dừng. Em học ấy về may lâu chưa? Dạ em làm từ lúc vô đây là em học may, thì em làm may. Dạ. Anh khi nào mà công ty mà việc nhiều mà gấp thì mới làm chủ nhật, còn bình thường không làm chủ nhật. Chắc em nghi em đi, chắc hai người không ai nói hai tiếng nào quá à. Nãy giờ có nói chuyện gì được không? Dạ có nói chị. Thế bây giờ anh chưa lập gia đình lần nào thì quan điểm anh trong cái hôn nhân là như thế nào? Chung thủy thật thà. Dạ. Biết rồi. Đối nhân xử thế này được. Rồi cái chuyện này mới quan trọng nè. Bây giờ anh chưa có lập gia đình lần nào. Đó. Rồi bây giờ cái chuyện sinh lý anh có ok không? Thì nói chung là nhìn người nó thấy anh biết. Nhìn anh là em thấy không được gì đâu đó. Cho nên em phải hỏi để anh tự nói. Thì vẫn bình thường mà đâu. Thì vẫn bình thường mà đâu. Sao anh rụt rè quá vậy? Thanh niên anh phải mạnh mẽ lên chứ. Anh phải anh đeo đuổi phụ nữ mà anh phải mạnh mẽ lên, anh phải người ta mới tự tin, người ta giao cuộc đời người ta cho mình. Anh phải có cái sự chủ động chất. Chứ chị đã rụt rè quá trời mà anh còn im luôn nữa rồi làm sao? Theo như anh nghĩ sau này khi mà kết hôn thì trong gia đình ai sẽ là người quản lý tài chính? Nói chung làm ra thì ấy hai vợ chồng thì ấy gom về một mối chứ không có kiểu như là cái quỹ đen. Dạ. Yeah. À, hiện tại trong này là anh ở là nhà mình thuê hay nhà mình mở mua rồi? Nhà anh mua lâu rồi. Mua lâu rồi. À, hai anh chị hơi rụt rè. Bây giờ Tường cho anh chị chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ ha. Anh chị mình bóc những lá thăm rồi mình đọc lớn lên. Mình có cái sự tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh đọc lớn lên đi anh ạ. Hay nói ba điểm chung của bạn và người đối diện. Nãy giờ trao đổi được nhiều không? Lúc Tường đi ra ngoài đó, Tường đâu có nghe đâu. Biết có hai bạn có điểm chung gì trong cuộc sống, trong công việc, trong suy nghĩ, trong tính cách, mọi thứ. Nói chung là điểm chung là kiểu như vẫn mới gặp đầu thì vẫn kiểu như là ít chia sẻ hơn. Ít chia sẻ thì nó cũng là nhút nhát đó. Còn gì nữa không nè?
Mình về sau thì từ lúc đó là, trước mắt là chị thấy có sự là nhút nhát là giống nhau thôi phải không, mà đâu không có gì chung phải không? Rồi tới mời chị. Dạ. Theo bạn làm sao để hôn thật lãng mạn, hãy chia sẻ bí quyết. Theo như anh là hôn như thế nào để lãng mạn, anh hãy chia sẻ bí quyết. Cũng 2-3 mối tình rồi, có kinh nghiệm rồi, anh chia sẻ thử xem. Nụ hôn như thế nào nó lãng mạn? Nụ hôn như thế nào nó lãng mạn? Tại vì lâu thì không lâu rồi cũng không nhớ nữa, bao lâu anh không hôn? 5-7 năm. 5-7 năm. Thế anh có nhớ nụ hôn đầu tiên của anh không? Nụ hôn đầu đời của anh năm nào anh nhớ không? Lúc anh bao nhiêu tuổi anh nhớ không? Lúc còn nhỏ thì giờ lâu quá không? Phải nhớ chứ, cái mối tình đầu, cái nụ hôn đầu mà có tình yêu mình phải nhớ chứ anh. Hơi dạo được. Bây giờ không biết anh nghĩ anh yêu lại, anh hôn lại, anh có còn đạo đức như ngày xưa nữa không? Nếu như mà cảm thấy phù hợp thì anh nghĩ là mình tìm hiểu bao nhiêu lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân được? Anh thua là 2 người. Ý anh là như thế nào? Mình đàn ông mình phải có cái ý kiến của mình trước. Thì 3 đến 6 tháng. Từ 3 đến 6 tháng. Có thấy nhanh quá không? Anh đã chuẩn bị mọi thứ để cho cái đám cưới chưa? Không, nói chung ngày xưa thì chưa chuẩn bị được, nhưng bây giờ thì chắc là chuẩn bị được. Thế khi còn em nghĩ là bao nhiêu lâu thì trong một mối quan hệ mình tìm hiểu bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Em thì quan trọng là hai người, nếu mà hai người hợp nhau thì chỉ khoảng cũng 3 đến 6 tháng là cũng... 3 đến 6 tháng, ồ vậy là hai người có điểm chung nữa thấy không? Dạ. 3 đến 6 tháng thì Tường thấy là cũng là hơi nhanh đó. Bây giờ Tường vẫn đang rất là lo lắng nè, người ta lập gia đình là người ta cần một người đàn ông mạnh khỏe. Thế nên giờ em hỏi gì anh cũng không trả lời hết, bây giờ em hỏi anh một câu nữa là anh có khỏe không? Khỏe mới đi làm được. Khỏe mới đi làm được, bây giờ anh hít đất nổi không? Giờ anh hít đất 10 cái cho các Tường được không? Để chứng minh là anh khỏe, người ta mới dám, đúng không em? Đúng rồi em thích người mà đàn ông phải mạnh mẽ, chủ có mạnh chủ mẽ, mạnh khỏe. Mời anh, chứ anh không nói anh phải bù chứ, người ta nói cần cù bù siêng năng. Rồi, khỏe không? 1, chị đếm đi em. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi anh. Khỏe, có điều ảnh nhút nhát quá thôi. Đó, thôi Tường làm vậy để cho anh nóng lên nè, để anh chốt lại câu cuối nè. Thôi bây giờ nha, Tường sẽ cho hai anh chị một cơ hội nữa thôi. Dạ, em mời anh. Bây giờ chương trình cho mình gặp nhau, anh muốn em làm bạn của anh. Dạ, có thể làm bạn là sự tìm hiểu nhau xem sao. Bây giờ vậy hai người đứng lên đi, mình hãy nắm tay nhau qua cái chữa trái tim này, để xem có điện gì chảy qua giữa hai người hay không. Tự hai người cảm nhận, nhìn nhau và nắm tay nhau qua cửa trái tim này. Mời hai anh chị. Nhìn nhau nhé, mình cảm nhận nha. Rồi, cảm ơn anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm. Tường đã cho anh chị rất là nhiều cơ hội ha, nói chuyện, ăn uống, có sự va chạm, tiếp xúc để chúng ta có thể cảm nhận được. Bây giờ đặt tay vào nút bấm này. Nếu sau 3 tiếng đếm của các Tường, anh chị cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm, thì anh chị nhấn nút thật mạnh. Nếu như anh chị cảm thấy không phù hợp với mình thì mình không nhấn nút nha. Hãy làm theo cái cảm nhận của trái tim mình. Rồi nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Dạ em thích người đàn ông có cái sự mà chủ động một chút xíu. Anh ấy hơi rụt rè. Em thì em thật sự là em cũng không rụt rè bên ngoài, em cũng không rụt rè như, tại vì lên đây thì em bị rung á, nên em không nói được. Anh là một người đàn ông cũng rất là tốt, cũng có những cái trải nghiệm, có công việc ổn định, có nhà cửa ổn định, một cái điều kiện cũng là khá tốt. Phụ nữ người ta sẽ cảm thấy rất là lo lắng khi mà, tại vì không biết anh nghĩ cái gì. Dù anh thích, giống như tới hồi bấm nè, anh bấm rất là ok, biết anh thích, nhưng mà anh không nói, người ta lại không hiểu anh muốn cái gì, nên người ta cũng rất là e ngại. Đó, đâm ra là anh cô ấy không bấm, anh có buồn không? Không, nói chung ấy anh thua là bạn gái mà thích người như thế nào. Dạ, nào. Còn dạ. Mình thì
mình lần đầu tiên tiếp xúc là mình cũng ít ấy, mình thường thường mình trầm tính mà, cho nên lần đầu tiên mình tiếp xúc thì mình cũng không cởi mở nhiều. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống này nó vội vã lắm, cơ hội nó không chờ mình, nhiều khi đâu có cái tiếp xúc lần nữa thì đâu có cái thời gian nhiều như vậy để chúng ta thể hiện đâu. Cho nên ngay từ đầu tiên đôi lúc mình cũng phải nắm bắt cái cơ hội, mình cũng thể hiện bản thân mình một chút xíu. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn hai anh chị đã tham gia với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho anh chị là có thể sẽ nhanh thôi, sẽ tìm thấy cái nhân duyên của mình. Tình yêu nó sẽ đến với anh chị một cách rất là bất ngờ trong cuộc sống ha. À, thưa quý vị, hôm nay là bà Mai lại không làm tròn trách nhiệm của mình nữa rồi. Bữa giờ như là tổ không đãi hay sao á, rất là buồn. Nhưng mà mọi người ơi, đó là quyết định của người tham gia chương trình, chúng tôi đều phải là rất là trân trọng, rất là tôn trọng cái sự quyết định của họ. Chỉ mong sao rằng là tình yêu sẽ sớm đến với họ thôi. À, và bây giờ thì Tường xin nói lời chào tạm biệt nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Bảng về bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc hiện tại nhé. Em là gì nhỉ? Nguyễn Ngọc Danh ấy. Tên là Nguyễn Ngọc Danh. Nguyễn. Em ở Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Rồi. Anh Danh sinh năm bao nhiêu và công việc hiện tại là gì? À, em sinh năm 1989. Công việc hiện tại của em bây giờ là kiểu như là set up các quán cà phê, cà pháo thứ ấy. Trước em làm kiểu thiết kế nội thất, xong rồi em mở xưởng sản xuất. Hiện tại em đang làm sản xuất nội thất cho các cái quán xá, cà phê, trà sữa với cả kiểu như là chung cư, nhà ở các thứ đấy. Rồi, thiết kế nội thất đúng không? Vâng. Rồi, anh Danh là một người như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? À, em thì cũng kiểu như là công việc thì cũng bận rộn ấy, nên là thành ra mình cũng có trách nhiệm thôi, nói là có trách nhiệm với công việc. Vì mình cũng nhận các công việc của khách hàng các thứ đấy thì mình cũng bàn giao đến cho khách hàng thì là ok. Còn đâu là về chuyện cuộc sống ấy thì mình cũng trách nhiệm với gia đình, cũng thật thà, trung thực. Rồi. Và điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu của mình à? Có nghĩa là cũng điểm yếu của mình có nghĩa là gì nhỉ? Có điểm gì mà anh cảm thấy chưa hài lòng và anh cần phải cải thiện hơn trong cuộc sống, trong tính cách? Cũng hơi nóng tính. Tính cách của mình cũng hơi nóng một chút. Nhiều khi cũng vẫn phải kiểu như là phải áp chế bớt bản thân một chút ấy. Rồi. Nhưng mà thường khi mà nóng tính thì mình sẽ, khi mà mình nóng tính ấy, thì mình sẽ làm thế nào mà mình sẽ phản ứng với cái công việc đó như nào? Ví dụ như nhân viên nóng tính với mình thì mình sẽ phản ứng ra sao? Giờ mình sẽ là kiểu như là mình hơi nghiêm khắc một chút thôi. Có nghĩa là mình nghiêm khắc về trong cuộc sống, bây giờ trong công việc ấy, nghiêm khắc về trong các chuyện gì thôi. Còn đâu là chúng là nóng tính là kiểu như là nhiều khi các công việc nhỏ mình cảm thấy xử lý đó nó hơi kém ấy, nên là mình cảm thấy là mình hơi bị cuống một chút thì mình gây ra một cái ức chế, cảm giác hơi nóng tính. Không có gì, thường cũng không có gì cả. Rồi. Rồi, anh á, về tình trường của anh trải qua mấy mối tình rồi? À, em thì cũng một vài mối gì tình rồi, thì cũng có vợ rồi, nhưng mà cũng chia tay xong rồi. Cũng một đứa bé gái. Có vợ và có một bé gái. Vâng. Hai anh chị ở với nhau bao nhiêu lâu và bé gái mấy tuổi rồi? Bé gái thì bây giờ là 8 tuổi. 8 tuổi. Đang ở với anh hay là ở với chị? Hiện tại thì bé đang ở với mẹ. Hiện tại đang ở với mẹ. Ừ. Rồi. Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu lâu và tại sao chia tay? Mình sống với nhau cũng được khoảng độ, cũng chỉ được ít thôi, cũng được 3-4 năm rồi đấy. Sau đấy là vợ mình cũng đi nước ngoài. Vợ mình đi nước ngoài thì sau đó thì cũng trục trặc từ lúc đi nước ngoài thôi. Thì sau đến lúc vợ mình đi làm về thì là cũng thôi thì chia tay. Thì cũng nhiều lý do. Alo. Alo. À, có nghĩa là vợ anh đã đi nước, anh lấy vợ xong thì khoảng bao nhiêu lâu thì cô ấy đi nước ngoài? Sống với nhau khoảng độ hơn 3 năm.
hơn 3 năm xong rồi vợ mình mới đi nước ngoài. Nói chung là trục trặc từ lúc mà vợ mình bắt đầu đi nước ngoài là mình đã không đồng ý đi cho đi rồi, nhưng mà vợ mình cứ thích đi đi để cải thiện cuộc sống nọ kia các thứ đấy, nhưng mà cái ý mình cũng không phải là không chưa chưa cần thiết phải kể thì cuộc sống như thế mình vẫn ok mà, nhưng mà vấn đề là vợ mình chắc là nó cảm thấy cuộc sống nó không đủ, với cả thấy một thời gian thì mình ở với mình thì nó cũng hơi vất vả, tại vì căn bản mình cũng thời điểm như là mình cũng cũng bị kiểu như là phá sản ấy, nên là thành ra cũng bị kiểu như là không kinh tế không tốt, nhưng mà mình vẫn no đủ được, nhưng mà mình bị nhiều cái kiểu như áp lực về về đồng tiền quá, mình vì mình thua lỗ nhiều ấy, nên thành ra lúc ý trục trặc từ lúc ý. Rồi. À, thế là anh đã độc thân được bao nhiêu lâu rồi? Mình độc thân thì cũng được nói chung là được hơn năm thôi mới vợ mình khi về thì cũng ở mình với mình được 1-2 tháng thôi, xong rồi là cũng chia tay. Vâng, bây giờ lấy tờ thủ tục xong hết chưa? Xong hết rồi. Rồi. Vâng, bây giờ thì giờ em muốn hỏi về cái mẫu người bạn gái mà anh mong tới tương lai đó. Về ngoại hình gì như thế nào? Thì Ngoài mình hình mình sẽ nói đến tính cách. ngoại hình thì bản thân thì mình cũng thích người là nó cũng người nó cũng gọn gàng một chút, không bị béo quá được, cũng không bị gầy quá là được. Còn về tính cách thì mình cũng muốn là người hiền lành, cũng nói chung là tâm lý với gia đình, tâm lý với chồng con, biết chăm lo gia đình là tốt rồi. Còn về công việc thì cũng chủ động với công việc một chút, chứ bây giờ mà mình cũng đến ba mươi mấy tuổi rồi mà bây giờ vợ cũng lại cũng công việc cũng chưa ổn định, thì nhiều khi hai vợ chồng thì cũng rất là vất vả. Rồi. Mình cũng từng yêu một người mà cũng bây giờ đến cũng hơn 30 tuổi rồi mà bây giờ công việc cũng chưa ổn định ấy, thì cảm Rồi. thấy người ta nó cũng bấy lắm, tại vì tầm tầm ý mà chưa ổn định là hơi vất vả, bản thân con gái nó lại càng vất vả hơn. Về vị trí vùng miền quê quán thì anh quen được ở Em ở sao nhỉ? vị trí vùng miền á, của bạn gái á. Nói chung cứ cách mình khoảng độ 50 cây quay lại thôi, chứ đừng xa quá, nhiều đi lại vất vả. Mấy cây quay lại rồi. Tuổi tác sao? Tuổi tác thì cứ bằng mình hoặc là kém hơn mình là được. Anh không thích phụ nữ như nào? Nói chung là không thích phụ nữ nóng tính, tại bản thân mình cũng nóng tính, mà hai người mà cũng nóng tính mà gặp nhau là cũng sợ phết Đúng đấy. Thì tất nhiên là mình cũng phải nhường nhịn thôi, tại vì mình ai là người hiểu biết thì người sẽ là người nhường nhịn ấy, chỉ sợ nhất là người con gái người ta không hiểu biết thì lại mệt hơn. rồi. Anh có nhà cửa hay là mọi thứ riêng hết thì chưa? Mình thì hiện tại đang ở chung với bố mẹ, nên là ở quê ấy, thì mình nó cũng khu vực mình thì nó cũng gọi là gì nhỉ, lửa nông thôn lửa thành thị đấy, thì mình cũng ở ở nhà trên đất của bố mẹ. Còn về xe cộ thì mình có cái xe ô tô thế thôi, còn đâu là mọi thứ là cũng nhà xưởng với nhà xưởng nữa, Rồi. nhà Nhưng xưởng mà cũng để sẵn sản xuất. sàng, thí dụ bây giờ mà về sống với nhau là phải sẵn sàng nói gì? À vâng, đúng rồi. Mọi Nếu thứ bạn đều sẵn rồi thì nếu bạn gái mà có cùng hoàn cảnh như mình á thì mình ok không? cùng hoàn cảnh như mình, thì thực tế là mình cũng đang hơi ngại chú ý. Mình cũng từng cũng cũng vừa rồi cũng quen một người đấy, nhưng mà cảm giác trong mình nó cứ cảm giác nó rất là khó chịu. Tức là như này, ví dụ mình có con ấy, nhưng mà mình cảm giác là nó khi mình ở gần người ta ấy, thì mình cảm thấy là mình lại nhớ con của mình ấy. Thế ví dụ thế nếu thế thì anh nếu bây giờ anh quen người độc thân thì cũng cũng vậy. Thật ra là ví dụ như bản thân mình đã là cũng là một người có hoàn cảnh đã đi một lần đó ấy, thì bây giờ cô gái thì bây giờ phải kiếm một cô gái à, thì anh nghĩ là nếu bây giờ phải kiếm một cô gái mà cũng lại cũng độc thân và chưa yêu ai thì nó không có hợp á. Vâng.
Vâng, thì cái này anh cứ suy nghĩ thêm nhá. Vâng. Dạ rồi rồi, ok, cảm ơn anh. Thì hôm nay là buổi giao lưu làm quen và hỏi thêm thông tin về anh. Vâng. Dạ, có gì thì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. Vâng, ok. Đây là gì Dạ, đây? chào chị. Đây cái cuộc phim thì bạn muốn hẹn hò ha, đầu tiên mình giới thiệu về bản thân mình, họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp ha. Dạ, tên là Lê Trần Cường Thịnh. À, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm ở quận 3 và em đang ở khu vực Tân Bình. Mình làm gì ở quận 3 vậy Thịnh? Dạ, em làm bên sale sale Coca-Cola thị trường. Nhân viên kinh doanh ạ. Nhân viên kinh doanh của Coca-Cola. Dạ đúng ạ. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của Thịnh là gì? À, dạ điểm yếu của em là em hay suy nghĩ, nói chung là thi thoảng hay hay giải quyết mọi việc theo chiều hướng gọi là nhanh á. Nói chung là em hơi ẩu chút xíu. Nếu mà ví dụ như em làm cái việc gì đó nó hơi nhanh thì nó hơi ẩu chút xíu. Còn lại điểm mạnh thì em trung thực, em biết nấu ăn, nấu ăn ngon, trung thực. Với lại em làm sale cho nên em giao tiếp ở ngoài nhiều. Em cũng giỏi giao tiếp chút xíu. Ủa mình quê quán của mình là ở đâu Thịnh? Dạ em đẻ và lớn lên ở Sài Gòn nhưng mà quê mẹ thì ở Quảng Nam mà. Tại vì nhỏ lớn em ở trong đây. Vậy là mình ở Tân Bình với gia đình hả? Dạ em ở Tân Bình một mình, còn gia đình em thì ở quận 12. Dạ tại vì em hồi xưa em làm ở bên Cộng Hòa cho nên em ở Tân Bình em đi làm cho tiện, nhưng mà bây giờ chỗ làm chuyển qua quận 3 rồi nhưng mà em vẫn ở đây để tiện đi làm. Mình có tài lẻ gì không Thịnh? Ca hát gì không? Dạ ca hát thì em ca hơi dở. Dạ. Ở đây thì cũng không phải là cuộc thi The Voice hay cái gì đâu, mà là ca gì hát, ca dở, ca giận, ca hay gì hết. Nhưng mà mình mạnh dạn mình hát là được, để lên trển còn tặng bạn gái nữa. Mình Dạ chúc. có vài câu bài hát nào hay hát vu vơ, mình ca vài câu thôi. Dạ cái đó để em suy nghĩ, em sưu tầm thêm, có thể là em chắc em sẽ nghiên cứu, em sẽ suy nghĩ một bài thơ nào đó. Dạ Vậy là ngày xưa giờ là làm thơ nhiều lắm hả? không, tại vì thi thoảng đi chơi với bạn tụi em hay ngồi ngẫu hứng, ví dụ như tụi em sẽ chơi theo kiểu mà kiểu nối từ xong rồi kiểu kiểu làm thơ lục bát đối đối chơi chơi vui vậy thôi à, chứ không có gì. Đâu đọc đọc câu lục bát thử. Dạ Có câu lục bát nào mình thuộc không? Mình đọc thử. Ngẫu hứng thôi. ngẫu hứng. Dạ bộ em cũng chưa chưa suy nghĩ ra. Ok thì em cứ chuẩn bị đi. À em có một câu là câu này em cũng kỳ, em cũng suy nghĩ ra là gì, thời gian năm tháng vô tình rồi ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa. Em thích nhất câu này. Ủa em là em cao mét mấy á? Dạ em cao 1m72. Nặng bao nhiêu ký em? Dạ nặng 60 kg. Rồi. Em có phải là tiếp người thích đi du lịch này kia các thứ không? Dạ đúng rồi, em sống hướng ngoại, em thích đi du lịch, thích đi đây đó khám phá thiên nhiên. Mà em làm như vậy thì thường cái thu nhập trung bình của em như thế nào? Dạ thu nhập trung bình của em thì dao động khoảng tầm 9 triệu rưỡi tới tới 11, 12 triệu. Tại vì làm sale thì có khi có tháng mình sẽ đạt doanh số, đạt KPI. Còn nếu mà mình không đạt KPI thì mình cũng tầm 9 triệu mấy thôi. Còn nếu mình đạt KPI thì có khi 11 triệu hoặc hơn. Trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi Thịnh? Dạ chính thức thì em trải qua một mối tình. Rồi quen bao lâu sao chia tay? Dạ quen tầm khoảng 1 năm rưỡi. Chia tay là do gia đình bạn nữ ngăn cấm. Xong rồi gia đình bắt bạn nó đi du học. Thì em mới chia tay hồi cuối năm 2022 Bạn gái đi du học rồi xin bạn gái đi là cũng cắt đứt liên lạc luôn. đây. Dạ đúng rồi chị. Bạn nói chung là bạn gái cũng có cuộc sống mới rồi cho nên mình cũng không có làm phiền tới cuộc sống của họ nữa. Mà trước khi làm sale này là em làm công việc gì hay là trước đó em học cái gì? Dạ
Lúc hồi xưa sinh viên thì em học học em học bên nhà hàng, em học quản trị nhà hàng khách sạn, rồi em cũng có làm bếp một thời gian, nhưng mà tại vì em sống hướng ngoại á, cho nên em làm bếp bị gò bó, em không có thích, cho nên em mới đổi qua công việc khác. Thì tình cờ có một công ty sữa họ tuyển BG, rồi em mới làm thử BG. Xong rồi từ BG họ mới cho lên làm sale, rồi em cũng làm sale sữa khoảng tầm 1,5 năm. Rồi em cũng chuyển, nói chung là em chỉ làm sale thôi và chuyển ngành hàng thôi. Rồi bây giờ em nói về hình mẫu bạn gái em mong muốn đi. Dạ em thì không có gu nhất định, nói chung là bạn gái cao bằng em cũng được, nói chung là cao hay thấp không có quan trọng, chung em thích mẫu người bạn gái là hiền, lễ phép lịch sự, yêu thương con nít, người già, yêu thương động vật, hiểu chuyện, chứ đừng có kiểu ghen tuông mù quáng quá. Ví dụ như thấy mình vô tình thấy mình đi với ai xong mà cái ghen này kia, thứ nhất là ví dụ cũng phải gặp nhau nói chuyện, hay là mọi chuyện tình cảm hay là tất cả mọi chuyện đều phải ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không có suy nghĩ bồng bột xong rồi quyết định vội vàng. Rồi còn yêu cầu gì nữa không em? Quê quán thì ở Sài Gòn thì càng tốt, còn không ở tỉnh cũng được. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm kỹ thêm về thông tin với em nữa ha. Rồi có lịch ghi hình và có cô gái phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm cho em biết nha. Rồi Dạ vâng ạ. ok, cảm ơn em.